Từ Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ treo tường đến từ một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và sang trọng bậc nhất trên chiếc đồng hồ treo tường là thương hiệu Odo. Và đây là một chiếc đồng hồ Odo thuộc dòng 36-8. Và trọng tâm của chiếc đồng hồ này nằm ở phần ngoại thất và phần máy của chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ này sổ cho mình một bộ máy chính hãng Odo. Này các bác, bộ máy chính hãng Odo là máy 3 vách bệt, là một bộ máy cao cấp nhất trong chiếc đồng hồ Odo 36. Sổ cho mình là củ gông lồng ngắn 8 gông. Và đặc biệt thì 8 gông này còn rất là đẹp. Đây. Trên cây gông thấy các bác thấy màu xanh. Rồi về để nói về cái giá trị của chiếc đồng hồ Odo 36 này. Thì một chiếc đồng hồ Odo 36-10 mức giá lên đến hàng trăm triệu. Mình chỉ riêng chiếc đồng hồ này, chiếc Odo 36-8 này, ở cửa hàng chúng em thì được bán với mức giá là 29.800.000. Là một mức giá cực kỳ hợp lý được mình sở hữu một chiếc đồng hồ Odo 36-8. Và với kích thước tổng thể với chiều cao là 70cm, bề ngang là 38,5cm, bề dày là 16,6cm. Và phần ngoại thất của chiếc đồng hồ này, chiếc đồng hồ này sở hữu cho mình phần ngoại thất rất là dày dặn, được cấu tạo từ những phần gỗ nguyên khối này, rất là dày dặn các bác. Và những cái hình hoa văn ở đây thì được đục đẽo thủ công bằng tay. Đây các bác, những hoa văn được đục đẽo thủ công bằng tay ngay trên phần gỗ thịt, như là gỗ nguyên khối, rất là chắc chắn, rất là dày. Và kiểu thiết kế chiếc đồng hồ này, những góc cạnh này nó sẽ bo tròn. Đây, nó sẽ bo tròn các bác. Tạo cho chiếc đồng hồ sở cho mình phần ngoại thất sang trọng, dày dặn. Đây, rất là giá trị. Là chiếc đồng hồ Odo sổ cho mình phần ngoại thất, có thể nói là phần ngoại thất này cũng khá là đặc biệt, mang giá trị sưu tầm rất là cao. Đây các bác, những hình thù hoa văn được thủ công bằng tay này được đục đẽo rất là tỉ mỉ, những cái đường nét rất là sắc sảo các bác. Cộng hưởng với phần hoa văn này sẽ là một phần như khi nãy các bác, đây phần ngoại thất nó sẽ bo tròn này, phần hoa văn này các bác đục đẽo lên tạo điểm nhấn cho phần đồng hồ này hơn. Và tiếp theo thì ở phần phía dưới này sẽ là phần kính rào. Đây được trang bị là 4 mảnh kính được ghép lại với nhau. Và những mảnh kính này, những mảnh kính được mài chắc cạnh để tạo sự nổi bật hơn cho vỏ lắc mạ rơm. Và đặc biệt thì phần kính rào này được nối với nhau bằng những đường chỉ đồng mạ rơm. Rất là đẹp các bác. Và ngay ở phía góc cánh cửa này cũng có những hình thù hoa văn được đục đẽo rất là chi tiết. Ngay ở phần đuôi này được trang bị là 4 cái bực. Đây, 4 cái bực rất là dày, rất là dày dặn các bác. Khi mà các bác nhìn tổng thể của cả chiếc đồng hồ này, đây, rất ấn tượng các bác. Để nói về thương hiệu Odo là một thương hiệu mang giá trị rất là cao, thì những chiếc đồng hồ Odo này sẽ được nhà sản xuất trau chuốt tỉ mỉ từng chi tiết một để mang lại vẻ đẹp cho chiếc đồng hồ đúng với cái giá trị của nó. Đây các bác, phía bên trong của chiếc đồng hồ này các bác, và như khi nãy em có nói các bác thì phần chiếc đồng hồ này được cấu tạo từ những phần gỗ thịt, gỗ nguyên khối, đây rất là dày dặn các bác. Đây, phần cửa rất là dày, được đục đẽo ngay trên phần gỗ nguyên khối, rất là kỳ công. Và phần nội thất bên trong của chiếc đồng hồ này, đầu tiên là phần mặt số của chiếc đồng hồ này, sổ chuồn là một mặt số bát giác với 12 chữ số học trò màu đen nổi bật trên cái nền bạc này. Và trên chiếc đồng hồ này sẽ có dòng chữ thương hiệu Odo.
và đây là tên của vị chủ sở hữu và đây là vùng của vị chủ sở hữu ở. Rất giá trị các bác. Và phần mặt số này ở cửa hàng chúng em sẽ giữ nguyên bản cái chiếc đồng hồ này để đảm bảo được giá trị nguyên bản để bác sưu tầm. Rất đẹp. Và tiếp theo thì đến với quả lắc. Quả lắc được trang bị là quả lắc mạ rôm, là quả lắc bát sát này, được dập mo rất là đẹp. Một trên chiếc đồng hồ này sẽ còn sử dụng cho mình là một cái đầu khóa gông này các bác, đầu khóa gông, một chiếc chìa khóa lên dây này, này và chiếc ốc này, này sẽ được bắt vào bên trong đây. Đây có cái cây này các bác, đây sẽ dặn vào đây các bác. Đây do em mới vừa mở ra để chụp hình bộ máy nên em chưa gắn vào. Đây và các bác thấy được ở phía bên trong đây những cái phần gỗ, đây những cái đường vân gỗ, những nút chi gỗ đây. Đây rất giá trị nha các bác. Và bây giờ thì em sẽ cho các bác thưởng thức phần âm thanh của chiếc đồng hồ Odo 368 số cho mình là củ gông lồng máng. Có thể cảm nhận được phần âm thanh cực kỳ hay những chiếc Odo. Thì ở thương hiệu Odo này họ nổi tiếng là nhờ phần âm thanh cực kỳ chất lượng, cực kỳ hay. Đây các bác, anh sẽ đóng cửa tủ lại. Và em xin nhắc lại giá của chiếc đồng hồ Odo 368 ở cửa hàng chúng em đang được bán mức giá là 29.800.000. Với mức giá này thì ở cửa hàng chúng em sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời bảo hành 2 năm với móc tại cửa hàng cho các bác. Em sẽ cho các bác xem lại một lần nữa phần ngoại thất cực kỳ đẹp của chiếc đồng hồ này. Chỉ với mức giá là 29.800.000 thôi đã sử dụng một chiếc đồng hồ Odo 368. Một khoảng cách rất là xa so với chiếc đồng hồ Odo 3060 lên tới hàng trăm triệu. Và các bác nào quan tâm và muốn sở hữu ngay chiếc đồng hồ này thì hãy liên hệ ngay với em số hotline 0909 25303 hoặc 0909 25303, hoặc có địa chỉ ngay ở số 280C Phạm Thiện, phường 3, quận 8 để xem chiếc đồng hồ này. Và cảm ơn các bác đã xem video, nhấn nút like với kênh để một cái phát triển động làm thêm nhiều nữa xem. Cảm ơn các bác.